Mến chào các bạn, chúc các bạn luôn an vui, hạnh phúc. Hôm nay Huệ sẽ có một cái chủ đề thôi thúc. Trên đường đi làm về thì Huệ thấy rằng có nghĩ đến một cái mối nhân duyên là khi chúng ta gặp một ai đó thì chúng ta và họ có mối nhân duyên như thế nào. Thì chúng ta cũng muốn biết điều đó thì hãy nhờ vũ trụ soi xét cho chúng ta. Thì hôm nay Huệ có một cái chủ đề đó là bạn và người đấy có mối nương duyên tiền định ra sao, tiền kiếp đã gặp nhau như thế nào, hay chúng ta có cái dấu ấn về họ như thế nào. Thì hôm nay Huệ cũng sẽ trải bài của chúng ta nhé. Thì trước hết các bạn sẽ có một cái tụ bài, trải bài của chúng ta đây. Chúng ta có tụ 1 này. Tụ 1 là cái bút có màu vậy là màu xanh đi. Đấy, còn tụ 2 là màu vàng này. Đó, tụ 1, tụ 2. Thế thì các bạn sẽ suy nghĩ về cái người mà các bạn đang nghĩ đến nhé. Cái mối nương duyên mà chúng ta mới gặp chẳng hạn, hoặc là chúng ta có một cái dấu ấn gì đó khi chúng ta gặp lại họ. Đấy, nó có cái gì đó nó như là thân thiết, và nó có cái gì đó nó mang lại cho chúng ta cái dấu ấn sâu sắc mà chúng ta hình tưởng ra như là nó là người thân của mình rồi ấy. Khi nói chuyện và khi chúng ta trò chuyện thì chúng ta thấy được cái điều đó. Thì chúng ta muốn biết là người đó và ta có mối quan hệ với nhau tiền kiếp như thế nào. Chúng ta đây là tụ 1, đây là tụ 2. Chúng ta cùng có cái trả bài này nhé. Đấy, thì trước hết là chúng ta hãy check năng lượng của bạn đã nhé. Chúng ta đi vào tụ 1 nào. Năng lượng của các bạn tụ 1 nào. Thế thì mỗi một cái trải bài thì Huệ cũng có những cái thông điệp mà chia sẻ với các bạn. Cũng rất mong muốn là các bạn sẽ đăng ký kênh, ủng hộ kênh và cùng thúc đẩy kênh của Huệ Hoan Hỷ phát triển hơn nữa. Cũng rất cảm ơn và biết ơn các bạn rất nhiều. Đó. Thế thì những bạn đang theo dõi tụ 1 đây, chúng ta sẽ cùng check năng lượng của các bạn nhé. Đó. Chúng ta cùng check năng lượng của các bạn nào. Đó. Về năng lượng của các bạn đang xem tụ bài số 1 này thì Huệ Oan Hỷ thấy rằng các bạn là một trong những người rất là có cái sự gọi là cái sức trẻ ở trong bản thân của mình. Tuy có thể các bạn đã lớn tuổi hoặc là các bạn có thể đã có những cái sự trưởng thành rồi, thế nhưng mà cái sức trẻ ở trong của bạn nó rất là sức mạnh, gọi là sức trẻ, sức mạnh đó. Đấy, các bạn luôn là những người ví như là những cái giò chariot này, các bạn như là một cái người mà đã có cái sự được học qua trường, qua lớp, và bây giờ các bạn đang tiến đến một cái môi trường tự do, môi trường làm việc của mình. Do vậy mà bạn có một cái sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân mình, và bạn đang hướng đến những cái công việc cũng như là đến cái con đường mà mình đang lựa chọn. Và bạn cũng là một trong những cái người có cái sự khởi đầu. Đấy, khởi đầu một cái công việc gì đó hoặc là một cái mối quan hệ nào đó thì đây chính là một sự khởi đầu các bạn nhé. Và trong các bạn thì cái tình cảm mà cũng chan chứa trong cái tâm hồn của các bạn là những người có giống rất có cái cảm xúc cân bằng. Đấy, các bạn có cái sự cân bằng về cảm xúc, và các bạn có một cái giá trị đó là thân tâm của các bạn rất là tốt về cái suy tư, suy nghĩ cũng như là cái cảm xúc của các bạn. Vậy những bạn vừa có sức trẻ này, vừa có sự cân bằng thì chắc chắn là các bạn sẽ có một cái sức hút cũng như là có một cái cuộc sống là nó cũng rất là vui vẻ. Đó, cuộc sống rất là vui vẻ. Đấy, thì mình sẽ xem là trong cái trường năng lượng của bạn đó thì bạn sẽ hút đang cái mối quan hệ mà cái người mà bạn đang nghĩ đến ấy, thì người ta có cái trường năng lượng như thế nào nhé. Đó, có thể cái người này thì các bạn cũng chỉ mới gặp thôi, và có thể là mới trò chuyện thôi. Nhưng các bạn đã có một cái dấu ấn gì đó về họ, và họ cũng như vậy. Nên là chúng ta mới có một cái trải bài này. Đó. Đây, cái trường năng lượng của họ như thế này các bạn này. Họ thì là những cái người mà đã có một sự tổn thương, mới trải qua một cái sự tổn thương sâu sắc nào đó. Cái tổn thương này thì có thể về cả cái sự nghiệp lẫn là cái tình cảm nhé. Đấy, người ta đã có cái sự tổn thương sâu sắc coi như là một cái cõi chết trở về ấy. Thế nhưng mà cái người này thì người ta lại có một cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của họ, nên họ luôn luôn có cái sự vực dậy rất là nhanh. Họ luôn có niềm tin vào chính bản thân họ, và họ đang hướng tới họ trên một con đường rất là thịnh vượng. Đấy, đây, đấy, họ nếu là nữ thì họ là mang trường năng lượng của những cái vị gọi là hoàng hậu, nữ hoàng đây. Đấy, nữ hoàng của gậy, một người rất sâu sắc và rất là tình cảm. Còn nếu họ là nam
thì họ đã là những cái trong bản thân họ ấy, thì họ đang chính là những cái gọi là Pay One, là những chàng thanh niên dũng cảm và có nhiều những cái nghị lực ở bên trong bản thân của họ. Họ đang hướng họ đến một cái cuộc sống mà trở thành king của tiền, có nghĩa là vua tiền. Đấy, họ đang hướng cái cuộc sống của họ đến cái con đường này. Và họ là một cái người có cái sự bên trong của họ tiềm ẩn cái giá trị, một cái nội tâm, một cái sức mạnh. Đấy. Và khi họ đã có những cái dự định, dự kiến để họ đạt được cái mục tiêu thì họ sẽ là cái người mà đi được hướng đến một cái con đường thịnh vượng như vậy. Thế thì bạn gặp họ, đấy, thì hai người gặp họ nhau, thì cái mối quan hệ này các bạn gặp nhau thì các bạn sẽ có, đó là có phải là duyên tiền định hay là một cái nhân duyên gì đó mà để cho các bạn có một cái sự hợp tác, một sự hợp tác nào đó, hoặc là một cái mối quan hệ tình cảm, thì chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ xem nhé. Đó, cái trường năng lượng của hai bạn là như vậy đấy, đều có cái sức trẻ ở bên trong, dù các bạn có tuổi hay không có tuổi, chưa có tuổi nhiều, nhưng mà cái sức trẻ bên trong của các bạn nó lộ rất là rõ đấy. Nó lộ rất là rõ, một sức mạnh, một sức trẻ và một cái sự cân bằng ở trong cái thân tâm của các bạn, bởi vì các bạn đã trải qua những cái sóng gió cuộc đời rồi. Đấy, nên các bạn đã có những cái điều đó. Nhưng sức trẻ thì nó luôn luôn là khơi gợi cho các bạn cái niềm đam mê. Đây, mối quan hệ của các bạn nó được sắp đặt. Mối quan hệ nó được sắp đặt như thế nào? Đó, đây. Mối quan hệ này sắp đặt là có một cái định mệnh của các bạn nhé. Đây, các bạn có một cái định mệnh này. Và nó thiên hướng về cái sự tình yêu thiên định, tình yêu, tình cảm. Xưa kia các bạn đã là những cái đôi cặp, có thể là những người yêu nhau sâu sắc, hoặc có thể là những vợ chồng đã sống bên nhau hạnh phúc rồi. Và các bạn đã có những cái mối đương duyên mà nó có nhiều cái giá trị, mang lại cho nhau cái sự gắn kết hạnh phúc và mang lại cho nhau những cái giá trị mà cảm thấy rằng hai người có một cái sự cuốn hút lấy nhau. Đó. Bởi vậy mà khi các bạn có một cái sự gặp gỡ thì cái người mà các bạn đang nghĩ đến đó thì các bạn cũng có một cái sức hút và người ta cũng như vậy đây. Đấy, hai bạn tiến đến với nhau cảm giác như là một cái giá trị mà chúng ta cần phải hướng đến về nhau ấy. Đó. Và cái người đó thì cũng với cùng với bạn ấy thì cảm thấy rằng đây là một cái mối quan hệ nó rất là kỳ lạ. Các bạn nói chuyện với nhau nó cũng có một cái dấu ấn tâm linh nào đó mà nó dẫn dắt các bạn. Đấy. Và các bạn có cái sự thấu hiểu nhau. Và ở đây thì mình thấy rằng tuy rằng các bạn đã là những cái người mà được qua những cái sự đào tạo trường lớp bài bản, rồi qua những cái mối gọi là công tác của các bạn cũng rất là cơ bản, thế nhưng khi các bạn gặp cái người này thì các bạn cảm thấy rằng nó như là một cái điều gì đó nó mang lại cho bạn những cái dấu ấn, và nó khởi đó, đây nó gọi là khởi nguồn cho các bạn một cái cảm hứng, khởi nguồn cho các bạn một cái tình cảm mà các bạn cảm nhận như là nó có một cái sự sâu sắc từ bao giờ đó. Nên khi chia sẻ các bạn cảm thấy rất là ấm áp bên nhau. Và đây là một cái sự hồi sinh nhé. Đây là một cái sự hồi sinh của các bạn này. Cảm thấy rằng cái cảm xúc bên trong của các bạn nó được dâng trào. Và nó là một cái định mệnh mà các bạn cần phải gặp nhau lúc này để có một cái động lực gì đó giúp cho nhau về cái mối quan hệ làm ăn, hoặc là về một cái sự chia sẻ đồng cảm, hoặc là một cái mối nương duyên mà các bạn sẽ được trao cho nhau để được cái gắn kết mà nó có sự cân bằng cảm xúc. Đây, như vậy có hai cái lá này, mình thấy rằng nó có mang lại cho các bạn cái sự cảm xúc cân bằng khi các bạn trò chuyện và nói chuyện với cái người này nhé. Đó, bởi vậy mà khi các bạn trao cho nhau thì các bạn cảm thấy rằng nó rất là gắn kết. Đó, nó rất là gắn kết. Và người này với bạn thì đều có một cái sức trẻ, một cái sức mạnh của những cái người đang trong cái sự phát triển về kể cả nhận thức, về kể cả vấn đề mà đây các bạn nhìn thấy đây, bao nhiêu cái sức trẻ thì nó tồn tại hết ở đây đây. Đó.
Đây, sức trẻ đây của các bạn đây nó tồn tại hết ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Như vậy khi tiến đến với nhau, các bạn dù là mối quan hệ gì đó nữa, nhưng mình thấy rằng vẫn có cái cảm xúc ở trong này. Dù các bạn là mối quan hệ gì làm ăn, hoặc là mối quan hệ đồng nghiệp, hoặc là mối quan hệ gì đó, nhưng mà nó vẫn có một cái cảm xúc ở trong này các bạn ạ. Cái cảm xúc đó là cái tình cảm của các bạn dành cho nhau ấy. Nó là cái tình cảm mà lứa đôi trai gái ấy. Đó. Thế tuy rằng nó tùy theo người nhé, bởi vì là có những người thì đã có gia đình rồi thì chúng ta chỉ ở cái mức độ quan hệ gọi là đồng nghiệp hoặc là đối tác làm ăn, nhưng mà nó vẫn có một cái cảm xúc ở đây. Bởi vậy mà nó vẫn đối xử với nhau một cách rất là trân trọng, một cách rất là cân bằng bên nhau. Đó. Và các bạn làm ăn với nhau hay các bạn làm một cái công việc gì đó hợp tác cùng với nhau thì các bạn cũng vẫn luôn dành cho nhau một cái giá trị, đó là một cái sự trân trọng, một cái sự yêu quý và một cái sự là muốn mang lại hạnh phúc cho cái người đối phương của mình. Đó. Bởi vậy mà mình thấy rằng đây chính là một cái mối nương duyên mà cảm thấy rằng nó cũng rất là thú vị nhá. Đó. Thế thì chúng ta sẽ xem là với cái mối nương duyên như vậy thì cái sự thú vị về cái chuyện tình cảm nó còn sâu sắc hơn nữa hay không. Đấy. Thì các bạn, nếu như bạn nào mà mong muốn là cái mối nương duyên này nó có thể đi xa hơn, hoặc là chúng ta có thể là gắn kết hơn, chúng ta sẽ theo dõi xem tiếp nhé. Đó. Đó, chúng ta xem. Thì chúng ta sẽ xem là mối nương duyên này như thế nào. Các bạn gần nhau là các bạn chia sẻ tìm hiểu với nhau rất là thú vị. Đấy, rất là thú vị. Và các bạn luôn có cái sự trân trọng và mong muốn được trò chuyện cùng nhau. Đấy, cũng như là các bạn luôn có cái sự hài, vui vẻ và am hiểu về nhau đây. Đấy, các bạn thấy rằng hai gương mặt mà khi trò chuyện với nhau rất là vui vẻ và rất là có cái niềm gọi là hạnh phúc ở trong tỏa ra đó. Và cũng biết được là trong cái mối quan hệ của các bạn đây thì hai người đều có thể đã từng trải qua cái giai đoạn mà để cho nó gọi là ngủ của một cái mối quan hệ tình cảm nào đó. Đã được nghỉ ngơi, đã cho phép mình nghỉ ngơi thư thái. Và đến bây giờ các bạn liên lạc lại với nhau thì cái năng lượng các bạn dành cho nhau thì nó lại nhiệt huyết lên. Chứ còn các bạn cũng đang để cho cái trái tim cũng như là tâm trí của mình nó nghỉ ngơi, để các bạn có một cái thời gian thư thái rồi đấy. Như đây khi gặp lại nhau nó như thế này đây. Đó. Và tiến xa hơn nữa, cái sự trân trọng của nhau dành cho nhau đây, các bạn thấy chưa? Bởi vậy mà đây là một cái mối nương duyên mà nó kiếp trước các bạn đã là những cái người thân của nhau rồi. Các bạn đã từng là vợ chồng hoặc là các bạn đã từng là người yêu nhau. Đó, bởi vậy mà khi các bạn gặp lại nhau nó có một cái luồng gọi là điện trường, cũng như là cái luồng xung thần kinh, hay chúng ta gọi là có một cái tâm thức nó nhìn nhận ra nhau. Đó. Thế thì mình xem là nếu như mà cái mối nương duyên mà nó có cái định hướng như vậy thì tiến tới nó có vũ trụ có một cái thông điệp gì cho các bạn nữa hay không nhé. Thì mình sẽ cho một cái thông nhờ vũ trụ cho một cái thông điệp cho cái mối nương duyên này. Đấy, các bạn là những tình bạn đẹp, hay các bạn là những cái người mà sẽ khởi đầu bằng một cái tình yêu đẹp nữa. Đó, thì chúng ta sẽ cùng nhờ thông điệp của vũ trụ nhé. Đây, thông điệp của vũ trụ ở đây thì mình nhìn thấy rằng có nghĩa là cái trái tim của các bạn ấy nó đã có một cái hơi hướng về nhau. Đấy, hơi hướng về nhau. Và các bạn đến bên nhau nhưng các bạn cũng vẫn cho nhau một cái không gian rất là dễ chịu. Đấy, dù là cái tình cảm gì chăng nữa như các bạn cũng vẫn trân trọng cái không gian riêng của nhau, rất là dễ chịu đây. Đấy, đó. Thì bởi vì đây là mới nên là mình cũng muốn là chỉ cần hỏi là cái tiền kiếp các bạn có phải là cái người thân yêu của nhau hay không, mà khi các bạn gặp nhau thì các bạn cảm xúc như vậy. Thế còn để cái mối quan hệ nó đi xa hơn hay như nào nữa thì những cái trải bài khác thì các bạn sẽ theo dõi tiếp nhé. Đó. Và cũng chúc cho cái mối nương duyên của các bạn này có những câu chuyện vui vẻ và có những cái sự chia sẻ một cách là tương đồng với nhau, cũng như là có những cái định hướng bước đi mà có thể tiến tới xa hơn nữa. Dù là các bạn trên cái mối quan hệ làm ăn hay trên mối quan hệ là tình cảm, tình thân, hoặc là mối quan hệ về tình yêu nhé. Xin cảm ơn các bạn tụ một đã đón xem và có cái sự chia sẻ thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới. Và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh cũng như là có những cái sự theo dõi của kênh Huệ Hoan Hỷ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nào, chúng ta sang tụ 2 nhé. Các
các bạn vụ 2 của chúng ta với lựa chọn của cái màu cam đây. Đấy, các bạn lựa chọn cái màu cam đây. Thì chúng ta sẽ xem là cái trường năng lượng của các bạn hiện tại ra sao. Và đối phương mà các bạn đang nghĩ đến ấy, cái trường năng lượng của hai người, nó có tương xứng tương đồng hay không. Đấy. Thì tụ 1 là rất là trẻ trung và rất là năng động rồi. Đấy, còn tụ 2 của chúng ta xem nhé. Đấy, chúng ta check năng lượng của các bạn đang xem tụ 2 này. Các bạn dù là nam hay là nữ thì vậy chỉ check năng lượng thôi nhé. Đấy. Năng lượng của các bạn tụ 2 thì nhìn khởi đầu là cũng có một những cái nét mà có cái sự sâu sắc cũng như là cái sự gọi là ở cái bước tu tập cao hơn rồi. Đó. Đây ở các bạn tụ 2 đây. Thì các bạn đã là một trong những người mà có cái sự sung túc ngay trong cả cái thân tâm của các bạn, con người và tình cảm, cảm xúc của bạn. Các bạn cũng đang là một cái người rất sung túc. Và các bạn đã trải qua một cái chu kỳ vòng lặp, một cái chu kỳ vòng lặp nào đó và một cái kết thúc một cái chu kỳ mà làm cho bạn tổn thương. Làm cho bạn tổn thương. Bạn đã kết thúc rồi nhé. Đó, bạn đã kết thúc nó rồi. Và khi đó thì bạn đã là những người mà đã có trân trọng những cái giá trị mình đang có. Đấy, mình đã biết trân trọng những giá trị mình đang có. Khi mình kết thúc một cái giá trị không được như ý thì mình đã trân trọng những cái thứ mình đang có. Và tương lai của các bạn đây. Đó, các bạn đang sáng ngời ở phía trước. Và các bạn luôn luôn có cái niềm tin, niềm hy vọng ở phía trước của các bạn. Nó rực sáng và mang lại cho các bạn những cái giá trị mà tốt đẹp hơn. Vậy những bạn ở trường năng lượng này thì mình thấy rằng các bạn cũng đã ở cái, một người ta gọi là cái đỉnh về cái năng lượng mà mình đã hiểu, thấu hiểu được chính bản thân mình, an vui ngay trong chính bản thân mình. Và các bạn đã có trải qua những cái thăng trầm, các bạn đã trải qua những cái vòng lặp mà cuộc đời của mình cần phải đi qua. Và các bạn đã biết trân trọng những cái giá trị mình đang có, cũng như là các bạn hướng tới một cái định hướng tương lai rất là tốt đẹp. Đó. Thế thì các bạn sẽ xem là cái đối phương mà các bạn đang nghĩ đến, cái người mà các bạn vừa gặp ấy, hoặc là các bạn đã có những cái mối liên hệ mà trò chuyện cùng nhau, thì các bạn xem là mối nương duyên của các bạn như thế nào nhé. Đó, các bạn sẽ cùng vậy Hoan Hỷ sẽ đón nhận những cái thông điệp từ vũ trụ mang đến cho chúng ta một cách là cởi mở nhất nhé. Bởi vì đây là trải bài chung, do vậy mà chúng ta cũng cần có những cái lựa chọn chung nhất cho bản thân mình thôi, lựa chọn cho bản thân mình đấy, để chúng ta phù hợp nhất với câu chuyện của mình nhé. Cái người mà đối phương của các bạn đang nghĩ đến đây thì người này có một cái vừa bước qua một cái tự cởi trói cho mình. Người ta đã có một cái sự giác ngộ nào đấy và đã bùng ra, bỏ cái cởi cái trói này của mình ra này. Trước kia thì họ cứ bịt mắt và trói chân trói tay mình lại bằng những cái suy nghĩ, những cái quẩn quanh ở bên trong của họ. Nhưng bây giờ họ đã có sự thoát ra rồi các bạn này. Này, cái sự thoát ra của họ đây một cách rất là ngoạn mục. Họ đã thoát ra và đây cũng chính là cái sự có sự hỗ trợ của các thiên thần đã giúp cho họ nhận ra được cái nơi có ánh sáng để họ thoát ra được cái bóng tối của họ. Và tiến tới đây họ sẽ là những người mà có những cái khởi đầu và có những cái sự phát triển, có một cái giá trị mà mang lại cho họ. Ở phía trước họ đã có cái sự khởi động và mang lại cho họ những cái niềm tin yêu ở phía trước hơn. Đó. Tuy rằng trong cái cuộc sống thì họ vẫn luôn phải có cái sự đấu tranh, luôn phải có sự đấu tranh để họ đạt được cái mục tiêu của mình, thì họ luôn phải đấu tranh. Và đôi lúc họ cũng sẽ có cái sự bình tâm trong chính của họ. Họ không có quan tâm đến những cái thứ xung quanh của họ nữa. Thế nhưng ngay cái thời điểm này, khi họ gặp bạn, thì cái giá trị mà bạn mang lại cho họ, thì họ không còn cái kiểu là cứ ngồi mà một cách là gọi là không bàng quan với lại thế giới, bàng quan với lại xung quanh mà không có sự nhìn nhận gì nữa. Thì chính bạn là cái người mà đã soi sáng cho người ta đây. Đó, chính bạn là cái người đã soi sáng cho người ta, để người ta thức tỉnh, người ta sẽ là cái người mà khởi động một cái sự mới ở đây. Thế thì mình nhìn vào đây thì mình thấy rằng cái trường năng lượng của bạn là có cái giá trị cao hơn so với người đối phương của bạn đấy. Thế nhưng chính cái trường năng lượng đó sẽ cuốn hút cái đối phương của bạn để thu hút họ. Thế thì mình sẽ xem là hai bạn có cái nhân duyên tiền định như thế nào nhé. Đấy. Và bạn cùng họ sẽ đi trên cái chặng đường về mối quan hệ ra sao. Có thể là tình cảm, tình bạn bè, tình đồng nghiệp,
hay là có thể tiến tới một cái tình thân hơn nữa. Đó, thì chúng ta sẽ cùng nhé. Chúng ta nhìn thấy rằng sau khi mà các bạn người đó cũng là trải qua một cái quá trình thức tỉnh, một cái quá trình vượt qua những cái khó khăn của bản thân mình và được đội ngũ tâm linh hỗ trợ, thì họ đã thức tỉnh. Và khi thức tỉnh thì họ đã trở lên một cái người có cái sức mạnh tiềm ẩn, bởi vì trong bản thân của họ đã có một cái nguồn năng lượng mà họ đã được ẩn chứa qua nhiều kiếp rồi, nên họ có một cái sức mạnh tiềm ẩn và họ đang hướng họ tới một cái giá trị cao hơn nữa, đó là sự sung túc đầy đủ về cái giá trị ung dung về cuộc sống đây. Đấy, họ đang hướng tới như này. Nhưng để đạt được như thế này thì các bạn, hai bạn, cả hai bạn cũng đều là cái người mà đang muốn cái cuộc sống của mình hướng tới như thế. Thì cái mối nương duyên này của các bạn thì thấy rằng là nó đến để mà thức tỉnh cho nhau đấy. Bạn chính là nguồn sáng để thức tỉnh cho cái đối phương của bạn. Và khi đó thì đối phương của bạn cùng với bạn có những cái bước đi để mang lại cho nhau cái sự khởi đầu. Đấy, khởi đầu về một cái công việc, một cái sự nghiệp nào đó để giúp cho các bạn đạt được những cái ước nguyện của các bạn, đó chính là mang lại cho nhau cái sự sung túc nhất đó. Bởi vậy mà đây là mình thấy rằng các bạn cũng có cái duyên, có nghĩa là gặp nhau ở đây để mang lại soi sáng cho nhau. Đấy, bạn chính là nguồn năng lượng sáng để soi cho cái người đối phương của bạn đang ở trong cái sự mà nó chưa được ở năng lượng chưa cao bằng bạn. Đấy, do vậy mà khi các bạn gặp nhau đấy, bạn sẽ hút cái người bạn này. Cái người bạn này sẽ bị bạn hút lại để bạn như là một cái vầng hào quang để giúp soi sáng cho người này. Người này sẽ thấy được cái điều đó để mà tỉnh giấc, bừng tỉnh ra. Và khi bừng tỉnh thì anh ta hoặc là cô ta sẽ thấy rằng sức mạnh bên trong của cô ta là đang sẵn có rồi. Thế mà cô ta lại đang buông, đang bỏ đi và cô ta không có nghĩ ngợi gì nó đến nữa, thì cái ý chí của cô ta nó đang bị thụt, hoặc là anh ta đang bị thụt, thì bạn chính là cái người vực dậy cho anh ta và anh ta sẽ có cái khởi đầu, có một cái khởi đầu gì đó và mang lại cho anh ta những cái như mong muốn. Thì đây mới chỉ là cái bước khởi đầu nhìn thế thôi. Thế thì cái mối quan hệ này thì nó cũng chưa phải là một cái mối quan hệ mà đi đến sâu sắc gì cả. Thế nhưng mà mình nhìn thấy rằng đây chính là một cái nhân duyên mà các bạn cần gặp nhau. Các bạn cần gặp nhau để mang lại cho nhau như vậy. Thế thì mình cũng hỏi thêm vũ trụ là xem cái mối nhân duyên này đấy, nó ở mức độ tình bạn hay có thể phát triển sâu hơn về cái tình mối quan hệ tình cảm sâu sắc hơn. Còn ở đây mình nhìn chỉ thấy mới là cái tình bạn và cái người mang đến nguồn sáng cho nhau thôi. Đấy. Cái người có năng lượng cao thì mang nguồn sáng đến cho người có năng lượng thấp để mà anh ta thức tỉnh thôi. Chứ còn chưa có một cái mối ràng buộc liên kết nào. Cũng như là những cái người thầy chúng ta đi trên con đường ấy, có những cái người mà chúng ta hỏi họ thì họ sẽ gặp họ, hỏi họ thì họ sẽ chỉ cho chúng ta một cái con đường đi. Đó, thì đấy cũng chính là cái mối lương duyên chúng ta cần gặp nhé. Thì ở cái trải bài tụ hai này mình mới cảm nhận được cái điều đó thôi, chưa có sự sâu sắc. Chúng ta xem đã nào. Và khi gặp được cái họ, khi gặp được họ thì cũng như là khi họ gặp được bạn, thì hai người có một cái sự nhận thức mới, chuyển đổi mới. Ở đây chính là yêu thương. Hãy yêu thương tất cả những gì xung quanh bản thân mình. Có thể bạn và người đó cũng đã trải qua những cái tổn thương. Đấy, bạn thì cũng đã tổn thương đến 10 kiếm rồi, có nghĩa là đã trải qua một cái tổn thương gì đó cũng rất là lớn rồi. Đấy, và người ta thì cũng ở cái 8 kiếm, có nghĩa là tự trói mình vào. Thì bây giờ các bạn gặp lại nhau, các bạn soi nguồn sáng cho nhau, thì các bạn lại cảm thấy rằng các bạn phải biết rằng là cái tình yêu của các bạn nó vẫn tồn tại. Và bây giờ các bạn chỉ cần nhìn xung quanh thôi thì cái tình yêu đó nó sẽ lan tỏa, bởi vì chúng ta yêu ngay từ những cái giá trị xung quanh bản thân mình. Đó, thì các bạn đã truyền cái động lực cho nhau này. Đó, chính cái động lực của nhau đã giúp cho các bạn bừng tỉnh và các bạn sẽ cùng có một cái chí hướng gì đó, đồng hành gì đấy. Và cái lời cầu nguyện của các bạn đây, các bạn có cái lời cầu nguyện, cái lời tin tưởng vào vũ trụ đây. Các bạn đã cùng nhau có cái sự nguyện ước, cầu nguyện gì đó để mang lại cho nhau một cái sự
hướng tới một cái cuộc sống mà an bình hơn. Và vũ trụ nói với các bạn rằng hãy trân trọng, hãy trân quý và hãy có cái cảm xúc, dành một cái cảm xúc trọn vẹn cho chính bản thân mình và cũng cho cái người mà đối tác của mình nữa. Đây, một cái cảm xúc mà cần phải dành trọn vẹn các bạn nhé. Thế thì đây cũng chính là những cái mà cảm thấy rằng hai người gặp nhau là để tạo động lực thúc đẩy cho nhau. Đấy, thúc đẩy cho nhau. Và mình xin vũ trụ một cái thông điệp cuối là để xem là hai bạn khi có một cái sự bừng tỉnh thúc đẩy cho nhau để phát triển hơn thì hai bạn có cái sự gắn kết thân mật đến mức nào nữa không nhé. Đó, hay là chỉ dừng lại ở cái những cái giá trị bài học để mang lại cho nhau như thế thôi. Đó. Chúng ta cũng biết được là trên cái kiếp luân hồi của chúng ta nó trải qua vô vàn kiếp. Mỗi người gặp đều là nhân duyên. Và chúng ta biết được là trong đạo Phật thì có một câu là chúng ta phải ngoảnh 500 lần thì cái kiếp này chúng ta mới có được một cái sự gọi là thoáng qua nhìn thấy nhau. Đấy. Bởi vậy mà chúng ta cũng rất trân quý tất cả những cái người mà chúng ta đã có hữu duyên để gặp được. Thế thì cái cảm xúc của các bạn khi gặp lại cái người này thì nó cũng có sức hút với nhau. Thế nhưng cái sức hút đó nó ở cái ngưỡng là soi sáng cho nhau. Vũ trụ sẽ cho chúng ta điều gì? Đây, cái điều vũ trụ thông điệp cho chúng ta ấy, là chúng ta hãy trân trọng yêu thương tất cả những thầy, những người ở xung quanh bạn, những người mà trong gia đình nhà bạn và những người thân yêu của bạn. Thế thì cái người mà các bạn đang gặp đây cũng là một cái người mà là một cái gia đình linh hồn của bạn từ những kiếp trước. Do vậy mà khi các bạn gặp lại nhau, các bạn soi sáng cho nhau và có thể hướng đến một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, an bình hơn. Thì vũ trụ chỉ nói rằng hãy yêu thương và hãy trân quý tất thảy những giá trị xung quanh bạn. Đồng thời yêu thương những con người mà ở trong gia đình rồi là trong cái mối quan hệ của bạn đang có thì bạn hãy yêu thương và trân trọng. Đó, thì mình thấy rằng đấy nó chỉ là mối quan hệ như là người thân thôi nhé, người thân và bạn bè thôi các bạn nhé. Ở tụ hai thì nó là như vậy. Thế còn tiếp nữa thì đến bao giờ mà các bạn có một cái sự chia sẻ sâu sắc hơn, hoặc là các bạn thấu hiểu nhau hơn mà các bạn đang vẫn là cái người mà đi tìm cái lửa phù hợp của mình ý, thì các bạn có thể lại xem tiếp những cái trải bài tiếp theo của Huệ Oan Hỷ nữa. Còn với cái trải bài này chúng ta chỉ muốn tìm hiểu là khi chúng ta gặp lại người này thì có một cái cảm xúc mà chúng ta có thể khó đoán được, nhưng nó lại có sự thân thiết gần gũi, thì người ta là gì với mình trong những kiếp trước. Thì với tụ bài số 2 này, người ta là những người bạn, là những người thân của bạn và là những cái người mà có thể trong một cái gia đình linh hồn của các bạn đó nhé. Như vậy thì mình thấy rằng đây là một cái trải bài cũng rất là vui và cũng rất là có nhiều cái giá trị mang lại cho chúng ta, bởi vì chúng ta biết yêu thương trân trọng những cái người thân yêu của mình dù là ở kiếp này hay những kiếp trước, thì đấy cũng chính là một cái thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho chúng ta. Đấy, thế thì cũng rất cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ với Huệ Oan Hỷ. Và hôm nay thì Huệ cũng thấy rằng một cái trải bài mà cảm nhận được nó cũng rất là vui vẻ, cả hai trải bài nhé, cả hai tụ bài của chúng ta. Bởi vậy mà chúc các bạn luôn luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.